Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của mình Vũ Audio. Các bác thân mến, các bác hãy nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất được cập nhật hàng ngày. Ở clip ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu đến các bác về cái mẫu đẩy hai kênh. Như con này hôm qua thì cũng mới về. Lần trước thì em có về được một con, cái lô này thì không có nhiều, có được đúng hai con. Lần trước về một con thì bán cho một bác ở trong không biết là Lâm Đồng hay Đà Lạt gì ấy. Em bán cho bác cái giá này, còn bán nhầm giá nữa cơ. Bán nhầm giá vào trong khi đấy bác ấy bảo là khi nào bác ấy nhận được hàng, bác ấy kiểm tra ngon lành. Bác kiểm tra ngon lành, chạy ngon lành ok bác ấy thêm tiền cho. Mà xong rồi bác ấy hẹn em mấy lần cũng chẳng thấy bác ấy gửi thêm tiền cho em. Thành ra bán cái con đẩy trước là bị lỗ vốn. Đợt này về cước rất là cao các bạn, cao lắm. Nên thành ra thì cái giá thì cũng vẫn là cái mức giá gọi là ok, ngon bổ rẻ. Con này thương hiệu là của Mỹ, nó được sản xuất tại Trung Quốc. Toàn bộ chất lượng linh kiện là đều làm theo công nghệ của Mỹ các bác nhé. Về cái chất lượng thì các bác không phải bàn cãi. Cái dòng này thì nó một dòng đẳng cấp rồi. Máy 5 vị, công suất của nó đạt là 1.500W một kênh, hoạt động ở chế độ 8 ohm. Mặt thiết kế phay nhôm rất là đẹp nha. Mặt thiết kế phay nhôm rất là đẹp. Model là UM8. Đấy, các bác nhìn linh kiện ruột gan của nó tất cả đều còn zin nguyên bản hết nhá, chưa có sửa chữa cái gì cả. Đây các bác để ý này, từ vị mạch các thứ này, những con điện trở, những con tụ đấy, kể cả những cái phần dây rắc kết nối, còn nguyên keo niêm phong đấy, tụ thế các thứ. Một con hàng xịn thì nhìn phát nó bắt mắt ngay các bạn, nhìn rất là sướng. Con này sò là 56 sò các bác nhé, máy bù áp 56 sò. Thì đối với cái dòng máy như thế này thì đôi khi đây cân nặng em cũng chưa cân nhưng mà nó cũng khá là nặng. Đây, một dàn tụ 1, 2, 3, 4, 12 tụ. Con này nó chạy sò Toshiba của Nhật. Đây, quay một chút về mặt đằng sau. Thì đối với cái thằng Mỹ thì nó lại là hay làm cái kiểu rắc, có rắc 6 ly này. Đấy. Có chế độ đánh system mono bright này, có riêng một đường để khi các bác nếu mà sử dụng súp này, các bác đánh riêng cái đường này nhá. Đấy. Còn hai đường này là đánh full này, channel 1, channel 2. Đấy, còn cái đường ở giữa này nhá, cái đường ở giữa này là đánh súp. Các bạn nếu các bác không sử dụng loa thì các bác đánh súp đường này. Đấy, còn đường in thì có đường hoa sen. Em xin lỗi, đường 6 ly và đường calon 3 chân. Kể cả những cái quạt của nó này, quạt cũng là chắn bụi này. Nhìn rất là phê, rất là đẹp. Nói chung là chất. Quá chất luôn. Hiện tại con đẩy này có mức giá là 7.500.000 các bác nhá. 7.500.000. Đấy, hàng này thì nó là thuộc dòng đẳng cấp rồi, nó sánh ngang với như dòng CA xịn cũng là thương hiệu của Mỹ các bác nhá, nó sánh ngang với những cái dòng đấy và những cái dòng